Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài Ai sắp xuất hiện trong cuộc sống của bạn năm 2023. Và đây là video chọn tụ bài. Ở đây mình sẽ có hai tụ, tụ bơm bớm màu xanh và bơm bớm màu hồng. Sau đây các bạn sẽ lựa chọn tụ phù hợp năng lượng của mình ha. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 cho các bạn lựa chọn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp cận thông điệp một cách tích cực nhất. Và thông điệp có rất nhiều, hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của chính mình. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ bơm bớm màu hồng. Các bạn có lá 5 ly. Kế đến nữa là các bạn có lá Queen of Cup, nữ hoàng ly. Tiếp theo nữa là các bạn có lá Eight of Pentacles. Và tiếp nữa là các bạn sẽ có lá The Sun. Và lá tiếp theo nữa sẽ là lá The Magician. Và lá cuối cùng sẽ là lá The Empress. Lá bài đầu tiên chính là lá bài thể hiện sự năng lượng của bạn, một năng lượng của sự mất mát. Các bạn đang rất là khóc than với sự mất mát của mình, và có một cảm xúc liên quan tới nỗi buồn, sự tiếc nuối và sự từ chối. Cái sự mất mát này có thể là lớn hay nhỏ. Nó có thể là hữu hình như tiền bạc, mối quan hệ, công việc, hay là vô hình như giấc mơ, cơ hội, uy tín của bạn. Khi mà các bạn đối mặt với sự mất mát thì nó sẽ mở ra một khả năng mới cho sự phát triển, vì mỗi mất mát đều là khởi đầu của một thay đổi mà vũ trụ muốn gửi đến cho bạn một bài học trong cuộc sống này. Mất mát có thể gây ra tổn thương bởi vì cảm xúc của mình luôn chống lại cái mọi thay đổi, dù bạn chấp nhận về cái lý trí của mình. Nhưng mà có một cái gì đó cũng bạn phải thuận theo tự nhiên, là cảm xúc của mình vẫn là cái vấn đề chính quyết định trong mọi hành động và suy nghĩ của bạn. Khi mà các bạn cứ đấu tranh cho để giữ những gì đã biến mất thì các bạn càng đau khổ. Khi mà các bạn muốn thay đổi người khác thì cũng gây ra đau khổ của các bạn. Chỉ nào bạn thay đổi chính mình, đó mới là chính là hạnh phúc. Và năng lượng của các bạn vừa bước hoặc là kết thúc một cái giai đoạn của tình yêu, khi bạn nhận ra rằng là bạn sẽ không có gì mất hết với các bạn. Có lẽ bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu một quan hệ mới, nên hãy trao cho mình nhiều thời gian và không gian hơn để trở lại với cuộc sống yêu thương và yêu đương một lần nữa. Sẽ có một ngày bạn nhận ra là lý do của mối quan hệ hiện tại vừa sắp hay kết thúc rồi sẽ giúp bạn đạt được những gì bạn thực sự muốn, tức là sẽ tìm thấy và nắm giữ được mối quan hệ thực sự phù hợp với mình và tiến triển rất là tốt. Và năng lượng người sẽ đặt trọn niềm tin cho bạn sẽ là ai? Và người này là một nhân vật có thể có một cuộc hôn ước tan vỡ hoặc đám cưới bị hủy, bởi vì cái đam mê trong tình cảm đã biến mất họ từ lâu rồi. Một người đã có gia đình hoặc là có mối quan hệ cam kết từ lâu đã chia tay nha các bạn. Và họ cảm thấy rất khó khăn để tìm được con đường hạnh phúc phía trước. Và người này sẽ có một cái sự nhiệt tình hoặc là tự tin, nhưng mà đôi khi hơi quá chút xíu. Cái việc mà họ sự tự tin như vậy cũng sẽ rất là tốt nếu như họ biết kiềm chế bản thân của mình. Và bản thân của người này rất là yêu mến cái đẹp, do đó họ không muốn có một người yêu xấu xí và già nua bước qua cuộc đời của họ. Do đó là các bạn phải nâng cao hoặc là phát triển bản thân mình nhiều hơn để xứng đáng với người này nha các bạn. Vì đây là một cái người rất là tự tin nè, dễ hòa nhập với mọi người, rất thích tự do, yêu du lịch và thích thể hiện mình rất là nhiều. Bản thân họ hơi tự cao, tự đại một chút xíu. Và có thể bạn sẽ gặp người này trong những cái lớp học về tâm linh hoặc lớp học gì đó ở trong tôn giáo, bởi vì người này sẽ đang có cảm giác là thôi thúc đến những cái hội cộng đồng như vậy bằng cách nào đó để họ cảm thấy ổn hơn với cuộc sống của mình. Bởi vì họ tin rằng cái lòng tin, nếu mà họ biết cái lòng tin họ tin vào chính mình, tin vào cái vẻ đẹp của hành tinh này và vũ trụ. Do đó hai bạn sẽ gặp nhau dưới ánh mặt trời và một nơi là ánh sáng của tâm linh soi rọi vào. Do đó các bạn hãy siêng đi đến những cái đền thờ, chùa, nhà thờ, hoặc những nơi nào mà hoạt động tâm linh, nơi nào mà phát triển bản thân, thì nhất định cái người này sẽ xuất hiện tại đó. Khi mà các bạn xây dựng được một cái thái độ rất là tốt trong cuộc sống của mình và có lòng tự trọng cao, nâng cao giá trị của mình lên, thì chắc chắn là bạn sẽ được tình cảm từ người này.
Và khi mà các bạn xây dựng được cho mình một cái hình ảnh của một nữ hoàng ly là một cái sự tập trung vào hướng nội, bạn toát ra một tính cách ngọt ngào, đáng yêu và nhạy cảm, bạn sống tử tế với mọi người và không bao giờ giận dữ hay tỏ ra thiếu kiên nhẫn hết. Bạn nên dịu dàng và điềm tĩnh hơn. Khi mà các bạn để cho trái tim mình dẫn lối và cảm nhận được những gì mình đang suy nghĩ và biết được những gì người khác đã trải qua, tức là mình biết đặt mình vào vị trí của người khác và không bao giờ thể hiện sự ủ rũ. Bạn hiểu được những cái trạng thái tiêu cực là sẽ ảnh hưởng tác động rất là mạnh đến cuộc sống của mình. Và chỉ khi nào các bạn cảm nhận được cái xu hướng cảm xúc của mình, cảm nhận được sự yêu thương, tin vào con tim mình, tin vào chính bản thân mình và bạn biết xúc động với nỗi đau của người khác, thì khi đó cái người này sẽ xuất hiện và biết chấp nhận và tôn trọng cảm xúc của bạn rất là nhiều. Lá bài cũng nhắc nhở các bạn phải đối xử với bản thân mình với tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Không nên suy nghĩ về quá khứ hay hoàn cảnh của bạn nữa. Bạn đáng được yêu thương và tôn trọng. Và nó cũng nhắc nhở bạn phải tập trung vào khía cạnh yêu đương trong tính cách của bạn. Một tình yêu thực sự và sâu đậm với người khác cũng chứa đựng hàm ý là cái người đó luôn trong suy nghĩ của bạn. Đừng mất kiên nhẫn, vội vàng hay tỏ ra cáu kỉnh. Hạnh phúc sẽ biết đến với ai biết chờ đợi. Hãy tỏ ra cao quý hơn, biết kiềm chế và đừng mất tự chủ. Và bạn cần phải hiểu là cái tình yêu thương rất cần tính kiên nhẫn. Do đó bạn hãy cởi mở và chủ động để phát triển tinh thần của mình. Đừng quá vội vã trong tất cả mọi chuyện. Và người sẽ đặt trọn niềm tin và yêu thương bạn. Có một cái tâm tính rất là nhiều, họ sẽ chủ động lắm. Họ biết được cái mục tiêu cuối cùng cuộc sống họ là gì. Họ biết sử dụng cái sức mạnh của mình, sức mạnh sáng tạo để họ tạo ra một cái truyền cảm hứng rất là lớn cho họ đạt được tất cả mọi việc trong cuộc sống này. Họ tin vào bản thân và sẵn sàng liều lĩnh với niềm tin đó. Họ biết rõ những gì họ đang làm và tại sao. Nhưng mà cái người này á, họ có một cái sự rất là nhược điểm với bạn là họ rất hời hợt trong cuộc sống với tình cảm. Do đó nếu bạn yêu cái người này cũng hơi mệt đó nha. Bởi vì họ có quá nhiều cái quyền năng để tạo nên cuộc sống này. Do đó họ sẽ hơi tự cao, tự đại một chút và hơi hời hợt với bạn. Và bản thân họ cũng đang tìm kiếm gặp một cái ai đó mới mẻ. Bởi vì họ muốn có một cái tình yêu rất là thăng tiến ở mức độ mới hơn, sâu sắc hơn với những cam kết và tận hưởng. Đây là một cách một người hướng ngoại, một người rất là thích một tiếp người tích cực về yêu cuộc sống. Và có thể bạn sẽ giúp cho họ thấy được một cái cảnh khác, một cái mặt khác của đời sống hay một cái gì khác bằng một mắt khác hoàn toàn với những gì họ đã nhìn trước đây. Và khi người nào xuất hiện, khi mà bạn có một cái nguồn năng lượng của sự kiên định, vững chắc, bởi đây là không phải là cái thời điểm bạn mơ mộng và ảo tưởng, đây là lúc dành cho sự thật và tập trung. Bạn hãy tìm kiếm những trải nghiệm đem lại sự an toàn, một cách thoải mái và đáng tin cậy nhất. Xây dựng cho mình một cái nền tảng niềm tin vào cuộc sống bên trong lẫn bên ngoài của bạn. Các giác quan, các cảm giác của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần phải làm gì. Bạn nên tập trung vào cái thế giới tự nhiên để giúp bản thân mình luôn tự tin và nhạy bén. Hãy tận hưởng những gì thuộc về bản thân mình, những niềm vui xuất phát từ chính bản thân mình, chứ không phải là vật chất. Khi mà các bạn dẹp bỏ được cái suy nghĩ quá mức và mắc niềm tin vào cuộc sống ở thời điểm hiện tại, khi mà bạn hài lòng với những gì bạn đang có và yêu những cái mà đang có trong tay, những cái hiện tại xung quanh bạn, bạn hãy làm những gì mà bạn muốn để cho mọi thứ khác, để cho vũ trụ sẽ dẫn dắt bạn. Và bạn đừng có so sánh bản thân mình với ai khác hết. Bạn phải là một cái cá thể hợp với người mình yêu thương. Khi mà bạn sống với chính mình, cái người thương mình họ sẽ thương mình thôi bạn. Và bạn sẽ gặp một người tuyệt vời, có thể là qua quá trình làm việc, công tác của bạn và người ấy trong một tập thể, tôn giáo, cái gì đi học gì đó. Do đó bạn hãy luôn thân thiện, bước ra ngoài nhiều hơn, hòa đồng với mọi người. Việc mà bạn tăng cường giao tiếp, tiếp xúc với người khác sẽ đưa cho các bạn có nhiều cái quan điểm rất là khác về cuộc sống này. Bạn sẽ học hỏi hơn nhiều cái khía cạnh cuộc sống. Điểm mấu chốt là hãy bước ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn về những gì mà người khác nói, suy nghĩ và trải nghiệm. Và cái người này sẽ bị thu hút bởi bạn nếu như bạn sẽ có một cái sự đồng cảm này, lòng trắc ẩn này và sự nuôi dưỡng mà bạn có thể cung cấp cho họ. Bạn phải thể hiện mình là một cái người rất nữ tính, sáng tạo,
rất là hài hòa và có một nghệ thuật rất là nhiều ha. Bạn sẽ truyền cảm hứng những người xung quanh bằng chính niềm đam mê của bạn. Và thời điểm các bạn có thể gặp người này chắc là mùa xuân các bạn, khoảng tháng 3, tháng 4. Và các bạn sẽ gặp những cái người này có thể là cung kim ngưu, xử nữ và ma kết. Họ thuộc nguyên tố đất. Cái người này hơi bảo thủ ha, mà sống rất thực tế. Và cái người này thích cái sự ổn định lắm các bạn. Họ rất là trung thành nữa, hay giúp đỡ và gắn bó với người yêu của mình. Và bạn gặp họ vào tháng 3, tháng 4. Nhưng mà đến tháng 8 là các bạn sẽ có thể là quen nhau chính thức. Và hình như cái người này họ đang làm việc rất là chăm chỉ để đảm bảo tương lai của bạn và họ về mặt tài chính sau này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Trong trải bài các bạn có lá King of Wands, du gậy. Kế tiếp nữa là các bạn có lá 4 tiền, Four of Pentacles. Và lá cuối cùng nữa là các bạn có lá 9 gậy, Nine of Wands. Và nhân vật không ngừng nghĩ về bạn, mang một năng lượng nam. Dù bạn là nam hay là nữ, hay trong mối quan hệ, bạn mang tính nam nhiều hơn. Đây là một người rất là trưởng thành, tự tin, mạnh mẽ và năng động. Có tài bẩm sinh là lãnh đạo nha các bạn. Có dấu hiệu từ cái cung như là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Đây là một người rất là thân thiện, rất là tự nhiên luôn á. Vui tính, duyên dáng và rất là giỏi sử dụng ngôn từ hay sử dụng ca dao tục ngữ hay cái lời nói rất là thấm lòng người. Một người không có sợ hãi, tuy nhiên họ suy nghĩ rất là tự do và mông lung. Có động lực và định hướng trong hành động. Có tính cách rất là độc lập. Tuy nhiên mà cái người này rất thích tự do và sẽ không bao giờ chịu đựng sự thiếu thốn và nghèo đói. Và cái hạn chế của người này đôi khi rất là tự cao, tự đại, nóng tính và thích kiểm soát. Tuy nhiên mà ở mức độ vừa phải á, khi mà họ cho phép họ cảm thấy là bản thân mình nên tự hào về mình, biết đam mê, trung thực và trung thành, thì thực sự người này đáng tin cậy và rất là có tính bảo vệ người khác. Và có một lời khuyên là cái người này rất là ghét bị ai đeo bám hoặc là có đời sống thiếu thốn nghèo nàn. Và anh ta bị hun hút bởi những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và không có cố gắng hạn chế sự tự do của anh ta. Và nếu như bạn làm cho anh ta cảm thấy choáng ngợp về mặt cảm xúc, anh ta sẽ cắt đứt cảm xúc khá đột ngột và biến mất ngay tức khắc. Và có một điều nữa là các bạn phải nhớ cho phép người này được tự do nếu như bạn muốn có một quan hệ lâu dài với người này. Nên các bạn hãy chú ý những người có cung Nhân Mã, cung Bạch Dương, thuộc cung Lửa nha các bạn. Và kế tiếp mình sẽ xem cái hành trình của người này trong cuộc sống là gì, có hợp với người này hay không, về tính cách cũng như công việc của họ. Và cái người này hình như là có một cái sự tích trữ gì đó. Nếu như mà họ đã nhận được thứ gì đó và quyết không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai, hoặc là họ không muốn vứt bỏ nó dù nó không còn giá trị sử dụng, lá bài này ám chỉ ra họ đang có một cái sự gì rõ ràng trong chuyện tình cảm của mình và có những ám ảnh trong đời của họ. Và họ có xu hướng là tự mình lừa dối bản thân mình, và đôi khi cái sự lừa dối này lại làm phiền và ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều. Họ có một sự cố chấp có thể mang lại kết quả tốt, nhưng mà nếu như bạn họ biết chinh phục cái những mục tiêu trong cuộc sống, tuy nhiên những sự cố mà cố chấp ngang bướng sẽ khiến cho họ thua thiệt trong tất cả các tình huống mà họ gặp phải trong cuộc sống này. Và cái người này đi tìm kiếm là tìm kiếm một cái người hoàn hảo và toàn diện. Tuy nhiên trên thực tế là không có ai đáp ứng được yêu cầu này hết á. Do đó khi mà họ đi tìm cái sự hoàn hảo thì tạo nên cho sự thất vọng của họ rất là nhiều. Bởi vì họ cảm thấy là họ muốn cái mối quan hệ này được hoàn hảo nhất có thể, nhưng tất cả đều không có xứng đáng như những gì họ nghĩ. Ám chỉ là họ sẽ có một mối quan hệ khiến cho họ vô cùng mệt mỏi. Lời khuyên là họ hãy thả thấp tiêu chuẩn của bản thân và yêu là chấp nhận thay đổi cùng nhau. Không nên ép buộc đối phương làm những điều họ không thích hoặc là không biết tiếp thu ý kiến từ người yêu của mình. Bởi vì bản thân của người này rất là có tự cao nha các bạn. Do đó họ hay tự hào những thành tích cũ, khiến họ ngủ quên trên chiến thắng và bị bỏ lại phía sau. Hy vọng là họ sẽ tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân mình hơn. Nên nhớ rằng mình giỏi sẽ có người giỏi hơn. Có cảnh báo sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh.
sẽ khiến cho cuộc sống của họ xáo trộn rất là nhiều. Và bản thân cái người này đang coi vật chất là trên hết, và họ gần như là không tin tưởng ai hết á. Họ lo sợ cái người khác sẽ lấy đi cảm xúc của họ, làm cho họ bị tổn thương, một sự sống ích kỷ trong cái bản thân của người này. Và về phần tài chính là họ đang phung phí cho cái tài chính của họ rất là nhiều, do đó họ gặp vấn đề về tài chính. Và có một vấn đề nữa là họ nên thả lỏng cái bản thân của mình và thử tin tưởng những người xung quanh, thì họ sẽ tìm được thoải mái cho chính họ. Và bản thân cái người này thì đang rất là kìm hãm để cho mình không có tiếp cận với những cái mối quan hệ, bởi vì họ không có cởi mở cái tâm hồn và trái tim của mình. Do đó họ sợ rất là thay đổi, có dấu hiệu là họ vẫn còn giữ tình cảm với người yêu cũ, hoặc là họ chưa sẵn sàng để bước tiếp. Dù nguyên nhân gì hết á, thì họ cần phải giải quyết những vấn đề này trước khi mà họ có thể đón nhận một cái mối quan hệ mới. Và đâu đó bản chất của người này biểu hiện cho chủ nghĩa vật chất, hơi xề xò, và có gì đó họ biểu thị sự thiếu ổn định và an toàn về tài chính. Người này thật sự không phải là có nhiều tiền nha các bạn. Họ đang gặp vấn đề về tài chính rất là nặng. Và cá nhân của người này đang theo đuổi cái thành công thông qua cái việc làm chăm chỉ và quyết tâm rất là nhiều. Mà cái lời khuyên là họ tránh đi cái đường tắt, vì có thể là chúng sẽ phản tác dụng. Và lá bài kế tiếp sẽ báo là tiềm năng của tình cảm giữa bạn và họ có tiến triển tốt hay không. Theo như lá bài thì họ trả lời là không, tình cảm của bạn sẽ không đi đến đâu với người này hết. Bởi vì cái người này không có chịu hỏi thiệp hay nhượng bộ, rất là cứng đầu, cứng nắp hoặc là cố chấp, thì có một sự bế tắc, rút lui và bỏ cuộc, và không còn mong muốn gì trong mối tình cảm hết trơn á. Mặc dù cái người này đang nghĩ đến bạn rất là nhiều, chỉ ra là bản thân họ đang rất là yếu kém về ý chí, mệt mỏi và thiếu can đảm và bền bỉ trong cuộc sống này. Và do họ cũng không chịu học hỏi từ những cái sai lầm trong quá khứ, hoặc rơi vào cái rào cản của chính mình, biểu hiện sự mất cảnh giác của họ, nên do đó họ gặp những cái rắc rối xảy ra rất bất ngờ trong cuộc sống của mình. Và nếu như bạn nghĩ cái người này là cái người đã trong mối quan hệ của bạn xưa kia, thì có thể là hai bạn trước đây đã tranh cãi và đã rơi vào cái bế tắc khi cả hai đều đang tìm cách hàn gắn, nhưng mà không có được, bởi vì cái người này từ chối hỏi thiệp với bạn. Và nếu như hai bạn muốn kéo dài cái mối quan hệ này, thì cần có một trong hai phải hỏi thiệp với nhau, và cả hai bạn cần phải học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Nếu như mà bạn cảm thấy là cái người đó có tâm trạng cố chấp hoặc bướng bỉnh, hãy tự hỏi là bản thân của bạn có muốn mình hạnh phúc trong cuộc tình này không? Và chính cái người đó cũng phải đặt câu hỏi là bản thân của họ có thấy mình đúng và họ có muốn sống hạnh phúc hay không? Nếu như mà các bạn đang ở trong một mối quan hệ mới và bạn nghĩ cái người này là chính cái người nói trong trải bài, thì đối tác của bạn có thể đang gặp các lo lắng về cái việc họ tổn thương trong quá khứ. Do đó bạn hãy từ bi, nhưng hãy nhớ rằng bạn không phải là cái người để cho họ đổ lỗi tất cả những thất bại trong mối quan hệ quá khứ lên mình. Do đó, hãy bao dung họ, nhưng đừng cứ để cho họ coi thường bạn. Và nếu như bạn còn độc thân và cái người này ở thì tương lai, một người bạn chưa biết, thì đây là cái thời điểm cho thấy bạn bắt đầu phải sẵn sàng bỏ ra cái sự sợ hãi và cảnh giác khi yêu. Bởi đây là một cái sự phát triển tuyệt vời cho bạn. Bạn đã học được từ những cái quan hệ trong quá khứ, những cái đau buồn, và bạn biết lấy lại sức mạnh của mình, sẵn sàng bước tiếp vào cái mối quan hệ mới. Có thể là bạn đang cảm thấy những cái tổn thương trong quá khứ đã khiến bạn không có hoàn toàn tin vào tình yêu và muốn từ bỏ nó. Đây là lúc mà bạn cần phải có không gian để lấy sức của mình. Đừng khép mình trước khả năng gặp gỡ với ai. Một cái người mới hoàn toàn có khả năng tiến đến với bạn nếu như bạn chịu buông bỏ cái quá khứ. Không phải tất cả cái mỗi người ngoài kia sẽ làm tổn thương bạn. Đây là bài chỉ ra rằng có thể bạn nên bắt đầu cảm thấy sẵn sàng bỏ ra những cảm giác sợ hãi khi yêu. Và kế tiếp là cái lời nhắn nhủ của cái những thiên thần hộ mệnh và thông điệp từ vũ trụ là đây là cái thời gian bạn nên cho đi tất cả những đau buồn trong quá khứ. Ánh mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày và nó giống như cái hành trình cuộc sống của bạn vậy đó. Các bạn hãy thấy cái đẹp trong mỗi cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Biết đâu là mặt trời nó luôn luôn sẽ
mọc lại vào sáng ngày hôm mai, hãy kết thúc những nỗi sợ hãi của mình và bắt đầu cuộc hành trình mới. Cái thiên thần hộ mệnh của các bạn sẽ theo đuổi các bạn trong từng giai đoạn của cuộc sống và từng chu kỳ của cuộc đời. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.